những cái chiến lược để thuyết phục cái người tiêu dùng. Đôi khi không cần chúng ta phải hiểu nhiều về kinh tế mà chúng ta vẫn có thể hoàn toàn áp dụng được, đó là làm sao để cho có một cái sản phẩm hoặc là dịch vụ hoàn hảo nhất đến người khách hàng. Chẳng hạn chúng ta thấy cái cô bán bún riêu đầu ngõ này, cô nấu một tô bún riêu với cái sự tận tâm, có lựa xương ngon, thịt ngon, có lựa những cái nguyên vật liệu thật là tốt để làm sao mà cho khách hàng hài lòng, họ sẽ quay trở lại. Thì trong ngành dịch vụ Mai cũng hay tâm điểm, chẳng hạn như là Mai làm thẩm mỹ viện cũng vậy, hay là quán ăn cũng vậy, khách hàng bao giờ chỉ cho chúng ta cơ hội có một lần thôi, họ đến ăn thử ngon họ trở lại tiếp, và nếu như không ngon thì chẳng sẽ gọi là không bao giờ trở lại. Thì ngành dịch vụ của mình quan trọng nhất vẫn là phải cái dịch vụ hay là cái sản phẩm thật là tốt đến với người tiêu dùng. Nói về khía cạnh của kinh tế, chúng ta sẽ để ý bốn yếu tố, bốn vi. Vi đầu tiên là product, nhưng mà vừa nói là sản phẩm dịch vụ rất là tốt. Vi thứ hai là giá, là price, là cái giá phải phù hợp, tương đồng với lại cái mặt bằng chung của thị trường, cũng như là phù hợp với cái giá trị mà dịch vụ hay sản phẩm chúng ta đem lại cho khách hàng. Cái vi thứ ba là quảng cáo, làm thế nào để những cái tính năng của cái sản phẩm của mình hay dịch vụ của mình đến được cái tay người tiêu dùng. Cái vi cuối cùng là về hệ thống phân phối, là cái vi place. Ví dụ như chúng ta thấy quảng cáo một cái loại nước rất là ngon, rất là tốt, chúng ta thích, nhưng mà ở gần cái vùng của chúng ta lại không có cái siêu thị nào bán, không có một cái tạp hóa nào bán, thì chắc chắn là dù có quảng cáo thế nào đi nữa chúng ta cũng không tiếp cận được, sợ là công ty không bán được sản phẩm. Đó là chúng ta phải để ý đến những cái bốn cái pi. Đương nhiên còn nhiều yếu tố khác nữa, nhưng mà đó là những cái cơ bản mà nếu như một người doanh nhân start up đầu tiên thì luôn quan tâm đến điều đó.